Đây là quang cảnh một buổi học vẽ của các học viên ở trung tâm dạy vẽ Global Art. Mỗi tuần một lần, sau những giờ học căng thẳng ở trường, các bạn đến với lớp học vẽ này vừa để phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình, vừa để thư giãn sau một tuần học tập miệt mài. Cảnh tượng dễ nhận thấy nhất tại lớp học này là ai cũng chú tâm vào bài học của mình. Đó là những bức tranh đang còn dở dang. Bạn thì miệt mài vẽ, bạn thì đang chăm chú tô màu, chọn màu. Bởi vì tất cả các bạn đến đây học đều xuất phát từ một nguyên nhân, đó là các bạn thích học vẽ và thích được vẽ. Nhiều bạn còn ước mơ sau này lớn lên sẽ làm họa sĩ đấy các em ạ. Chúng ta cùng làm quen với các bạn ấy nhé. Rồi, cô chào con tên là gì? Dạ, con tên là Đặng Thanh Lộc Kim. Sau khi học cái này thì con thấy tự tin hơn và rèn thêm kỹ thuật. Rèn thêm kỹ thuật kỹ lưỡng hơn. Chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Chí Cường. Năm nay tôi học lớp 3. Tôi đã học ở đây được 3 năm. Tôi rất thích được học ở đây vì ở đây được vui chơi và vẽ. Mỗi lớp học chỉ có khoảng 10 bạn thôi. Bởi vì nếu lớp học quá đông thì thầy cô không thể nào hướng dẫn cặn kẽ và tỉ mỉ cho các bạn được. Mặc dù vậy, trong mỗi lớp học lại có nhiều bạn ở nhiều mức độ khác nhau. Có bạn đã theo học được mấy năm, như bạn Cường chẳng hạn. Nhưng cũng có những bạn mới học được ít ngày. Nhưng các em đừng lo các bạn ấy không theo kịp được bạn mình nhé. Bởi vì nếu ai chưa vẽ giỏi thì thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn ấy những điều cơ bản nhất. Dần dần, những bạn mới này cũng có thể theo kịp được bạn bè trong lớp thôi. Nhờ được thầy cô hướng dẫn tận tình nên các bạn ấy vẽ rất khá đấy các em ạ. Các em thấy những bức tranh do những họa sĩ nhí này vẽ có sống động không? Riêng chị thì rất ngạc nhiên khi được chứng kiến khả năng hội họa của các bạn ấy đấy. Để có thể thể hiện được những bức tranh như thế này, các bạn ấy đã được dạy rất nhiều kỹ năng đấy. Đó là những kỹ năng nào vậy? Chúng mình cùng tìm hiểu nha các em. Đến với Global Art thì các em sẽ học cái kỹ năng chính nhất là kỹ năng hội họa về ý tưởng. Thì tất cả các bé đều có một cái tiềm ẩn và cái tiềm năng về cái hội họa của các bé. Nhưng mà có thể đến với Global Art với một phương pháp mới thì các em sẽ qua cái chương trình huấn luyện bên đây thì các em có thể khơi dậy cái ý tưởng. Thì qua những bức tranh vẽ của các học viên đến tham dự tại đây thì nó có thay đổi và sẽ có những cái bức tranh nó bố cục, nó hoàn chỉnh hơn. Chính nhờ niềm yêu thích hội họa lại được hướng dẫn những kỹ năng này nên các bạn ấy có thể tha hồ thể hiện trí tưởng tượng của mình qua các bức tranh. Thật thú vị phải không các em? Sau một giờ học chăm chỉ, giờ giải lao dường như là thời điểm được các bạn trông đợi nhiều nhất. Các bạn được cùng nhau xem chương trình thiếu nhi này, được bổ sung năng lượng với một ít bánh kẹo này và đặc biệt là cùng nhau trổ tài âm nhạc cùng với dàn trống và cây đàn organ nữa. Thật là vui phải không nào? Sau những phút giải lao này, chắc chắn là các bạn sẽ học tốt hơn trong giờ tiếp theo đấy. Sau giờ giải lao, tất cả lại hăng say cùng những bức tranh đang còn dở dang lúc nãy. Chị Mỹ Linh xin chúc cho ước mơ trở thành họa sĩ của các em trở thành hiện thực. Nhưng quan trọng hơn hết là các em được phát huy khả năng hội họa của mình. Những bức tranh do các bạn ấy vẽ thật đẹp và sống động phải không các em? Các bạn ấy có thể vẽ đẹp được như vậy, một phần là do các bạn đã mạnh dạn thể hiện trí tưởng tượng của mình. Các em của chị cũng hoàn toàn có thể làm được điều này đó.